Các bạn đang có nhu cầu mua nick Liên Quân hãy ghé vào shop adbot.com, shop ad duy nhất của mình Bot Game TV, shop ad giá rẻ, chất lượng, uy tín, tự động và hàng đầu. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video mới về top 5 vị tướng mà pháp sư 13k vàng có cái ulti mạnh nhất nha anh em ơi. Thì cảm ơn cái tưởng này của các bạn rất là nhiều nha. Các bạn coi tưởng gì mới nữa thì nhớ bình luận bên dưới cho mình làm luôn nhé. Ok, thì cái video ngày hôm nay của mình là chính là top 5 vị pháp sư có cái chiêu cuối mà 13k vàng ai sẽ mạnh nhất nha anh em ơi. Thì đứng ở vị trí top 5 của video ngày hôm nay của mình chính là sự có mặt của vị tướng Vega nha. Đó, một cô nàng dơ. Đấy, cô ấy cũng mình chắc cũng cỡ tầm 13k vàng đấy anh em ơi. Đấy, tại vì mình có sở hữu cái vị tướng này trước khi mình mua nên mình cũng chưa gõ nữa. Anh em hãy cùng mình đếm để xem cô ấy sử dụng bao nhiêu ulti của mình để kết liễu được Togo nha anh em ơi. 3 rồi này, đấy thúng chưa, 4 này. Anh em đang xem video nhớ like và chia sẻ video này giúp mình nha, thank you. 6 này, ui trời, 7 này, đấy chỉ việc tung chiêu thôi anh em ơi. 8 này, ui trời ơi, ở vị trí top 5 là 8 phát dành cho vị tướng Vega của chúng ta nha. Khá là ok dành cho cô ấy luôn, 8 phát ulti. Ui trời ơi, ngon lành. Đấy, 8 phát. Vậy còn ở vị trí tiếp theo sẽ là cái vị tướng pháp sư 13k vàng nào mà có cái ulti mạnh hơn đây. Anh em hãy cùng mình xem luôn nha. Sẽ là ai đây? Các bạn có ý tưởng gì mới thì nhớ bình luận mình dưới cho mình làm nha. Thank you. Ok, let's go. Ok, đứng ở vị trí top 4 của video ngày hôm nay của mình chính là sự có mặt của vị tướng Ajenka anh em ơi. Ajenka u hồn lữ khách gì này. Đấy thì anh ấy cũng là 13k vàng nha. Thì để xem anh ta sẽ dùng bao nhiêu ulti để kết liễu được vị tướng Togo nha anh em ơi. Đấy không biết sẽ dùng bao nhiêu đây. Anh ta cũng thuộc hạng khá là bị lãng quên mà cũng là top 13k vàng nha anh em ơi. Thì để xem anh ta sẽ dùng bao nhiêu chiêu cuối đây. Các bạn hãy cùng mình xem luôn nha. Các bạn có ý tưởng gì mới thì nhớ bình luận mình dưới cho mình làm nha. Thank you. Để xem anh ta sẽ chấm dứt vị tướng Togo trong thời gian bao lâu đây. Đấy, sử dụng bao nhiêu phát đây mà đứng được ở vị trí top 4 đây các bạn ơi. Cùng mình xem nha. Các bạn có ý tưởng mới thì nhớ bình luận và nhận xét bên dưới nha. Thank you. Đấy, cùng mình đếm nha các bạn ơi. 1 này, đấy, chỉ việc tung chiêu thôi nha. Anh em hãy cùng mình đếm nha. 2 này, đấy, chỉ việc chưởng bằng tay thôi. Dán long thập bắt chưởng anh em ơi, đấy. 3 này, đấy, chỉ việc chưởng thôi, sắp nửa cây máu của vị tướng Togo rồi. Đấy, nửa cây luôn người kia. 4 này, đấy, chỉ việc chưởng thôi nha. 4 phát rồi. 5 này. Ôi giời ơi, trưởng nhẹ nhàng quá anh em ơi. Đấy, trưởng là phải như thế. 6 này. Ôi giời ơi, 6 phát rồi. Vega hồi nãy là 8 phát. Ui, vậy là 7 sao ta? Ok, vậy là 7 luôn rồi. Đấy, 7 phát dành cho vị tướng Ajenka của chúng ta. Một cái linh hồn mà được 7 phát đứng được ở vị trí top 4 thì khá là ngon lành nha anh em ơi. Bây giờ 13k vàng mà được 7 phát bằng chiêu cuối khi giết được vị tướng Togo thì khá là ngon lành rồi. Vậy còn ở vị trí tiếp theo sẽ là cái vị tướng 13k vàng nữa nào nữa đây. Anh em hãy cùng mình xem nha. Đấy, 13k vàng tiếp theo sẽ là ai đây ta ơi. Let's go. Ok, đứng ở vị trí top 3 của video ngày hôm nay của mình chính là vị tướng Gina anh em ơi. Đó, một anh chàng pháp sư cũng là 13k vàng thuộc hàng hiếm nha. Thì để xem anh ta sẽ dùng bao nhiêu ulti chiêu cuối của mình để kết liễu được vị tướng Togo nha anh em ơi. Anh em hãy cùng mình xem nha. Đấy, 13k vàng thì cái vị tướng này cũng vô cùng bá đạo luôn. Thì để xem anh ta sẽ dùng bao nhiêu ulti của mình để kết liễu được Togo nhé. Anh em hãy cùng mình xem luôn nha. Không biết sẽ như thế nào đây. Đấy, khá là gắt gói đây. Đây, top 3 liệu sẽ dùng bao nhiêu phát chiêu cuối đây. Sẵn sàng nha Gina ơi. Đó. Ông thầy đầu chọc ơi. Chuẩn bị sẵn sàng let's go. Đấy, 1 này. Anh em hãy cùng mình đếm luôn nha. Đấy, chỉ việc bật sâu chuỗi lên và bay vào như một vị thần anh em ơi. Đấy, 1 phát rồi này. 2 này. Đấy, thốn chưa. Thốn cực kỳ thốn luôn chứ chưa cái gì mà chưa. Đấy. 3 này anh em ơi. Ui giời. Đúng là cái chiêu của vị tướng Gina mà. Liệu anh ta sẽ dùng bao nhiêu phát đây? Ui, sao nhảy lên người ấy? 4 này. Đấy, 4 rồi. Đấy, chỉ việc tung chiêu thôi nha. Đấy, nhấp nhấp không à, bật thì bật đại đi. 5 này. Đấy, chết hay không đây? Cái phát thứ 5 chết hay không đây anh em ơi? Không chết luôn. Vậy là 6 phát rồi. 6 này, phát thứ 6 này. Ok.
Vậy là 6 phát dành cho vị tướng Zina của chúng ta khi chấm dứt được vị tướng Togo nha anh em ơi. Khá là ngon lành, nãy giờ là 6-7-8 anh em ơi. Zina 6 này, vậy hồi nãy là 7 và Vega là 8, khá là ngon lành. Ok, đứng ở vị trí top 2 của video ngày hôm nay của mình chính là sự cố mặt của vị tướng Điêu Thèn anh em ơi. Một cô nàng đẹp ngã nước đổ thùng. Đó, thì cô ấy cũng là hạng 13k vàng này. Đấy, sở hữu cô ấy chỉ có 13k vàng thôi. Thì để xem cô ấy sẽ dùng bao nhiêu ulti của mình để kết liễu được vị tướng Togo nha. Anh em hãy cùng mình xem luôn nha. Anh em đang xem video nhớ like và chia sẻ video này để mình có động lực làm thêm những video hay hơn nữa nha anh em ơi. Ok, thank you. Thì để xem cô ta sẽ dùng bao nhiêu ulti của mình để kết liễu được cái ngu ma vương đây. Anh em hãy cùng mình xem nha. Mình mong chờ quá đây, không biết sẽ như thế nào đây. Ok, mình sẽ đợi Togo lên nha anh em ơi. Anh em hãy cùng mình đếm luôn nha. Đấy, sẵn sàng, let's go. Bật nào, nhảy lên nào. Cùng mình đếm nha. Mọt này, ui giời, đúng là bảo tiết mà. Đó, đẹp chưa, đẹp chưa. Này, thốn cực luôn chứ chưa, cái gì mà chưa. Hai này, chỉ việc tung chiêu ra như vậy thôi anh em ơi. Nửa cái máu rồi kìa, hơn nửa cái máu luôn. Ôi trời ơi, ba này, đấy, chỉ việc tung chiêu thôi. Liệu cái phát thứ ba có đủ giết anh ta hay không đây? Không đủ rồi. Vậy có lẽ nào là cái phát thứ tư sao? Ok, như mình tiên đoán là 4 phát dành cho vị tướng Điêu Thèn của chúng ta nha anh em ơi. Khá là ngon ăn dành cho cái vị tướng Điêu Thèn này. Đấy, 4 phát chỉ, 4 phát duy nhất, chỉ 4 phát duy nhất thôi. Ui giời ơi, đứng được ở vị trí top 2 khá là ngon lành, 13k vàng rồi. Đấy, về còn ở vị trí 13k vàng tiếp theo sẽ like đây. Cùng mình xem luôn nha anh em ơi. Let's go. Sẽ like đây. Ok, đứng ở vị trí top 1 đầu tiên của video ngày hôm nay của mình chính là sự có mặt của vị tướng Natalia anh em ơi. Đó, một cô nàng. Cô nàng cũng có cái chiêu cuối như Son Goku này, trưởng Kamehameha. Để xem cô ta sẽ dùng bao nhiêu ulti của mình để kết liễu được vị tướng Togo nha. Anh em ơi, cùng mình xem luôn nhé. Không biết sẽ như thế nào đây anh em ơi. Hồi hộp quá đây. Các bạn có ý tưởng gì mới thì nhớ bình luận mình dưới thật thật nhiều giúp mình nha. Thank you. Đấy, không biết sẽ chấm dứt vị tướng Togo trong vòng bao lâu đây. Anh em hãy cùng mình xem luôn nha. Đấy, sẽ gắt gối hơn hay là không đây. Chuẩn bị sạch này. Đó, chuẩn bị sạch thôi, sạch qua sạch lại này. Đấy, sạch dầu nhớt đây. Đấy, chỉ việc sạch thôi. Xiên chưa. Hai rồi này. Ui giời, không lẽ là ba sao? Ba đủ chết hay không đây anh em ơi. Đấy, đủ chết hay là không đây. Ôi, đủ luôn. Vậy là chỉ cần 3 phát dành cho vị tướng Natalia của chúng ta nha anh em ơi. Hơn vị tướng Điêu Thèn cỡ khoảng 1 phát. Đấy, mà 1 phát đó cũng đã đủ làm nên tất cả rồi. Đấy, 13k vàng đứng ở vị trí đầu tiên là Natalia của chúng ta. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này của mình nha. Nhớ like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo mỗi khi mình đăng video mới nhất lên nha anh em ơi. Có ý tưởng gì mới nữa thì nhớ bình luận bên dưới thật nhiều giúp mình nha. Ok, bye bye mọi người nha. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ và tốt lành nha. Nhớ bấm đăng ký với từng chuông để nhận thông báo nha anh em ơi. Nhớ chia sẻ video này thật nhiều cho bạn bè xem luôn giúp mình nha. Thank you, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe và chia sẻ giúp mình nha.